thằng đẹp quá. Sao? Em cảm thấy ấm không? Ừ, em đỡ lạnh hơn nhiều rồi. Nhưng mà sao tay em vẫn cảm thấy lạnh lắm? Lạnh nữa hả? Ừ. Nè, đây là cái vòng tròn của mẹ. Anh sẽ tặng cho người con gái mà anh yêu. Thôi hạnh phúc. Anh có đồng ý cưới cô gái này làm vợ của anh suốt đời không? Con đồng ý. Trời ơi, bực chết, nóng máu ơi hả?